đào đi, các cụ với lại ngắm đào đi, cái đào mà dù rét hay dù lạnh thì mình cũng phải trông. Từ xưa ngày mưa thì cũng phải chịu cái cảnh này, vì mình đi buôn nghề này thì phải chấp nhận theo cái nghề của mình. Khó hay sướng gì thì nó nằm đấy rồi. Mong là sao mà bán cho may mắn, về ăn Tết với gia đình là vui rồi. Điên vào đây là gần 200 cây số là hơi vất vả. Chúng tôi là làm nông nghiệp mà theo giá cả thị trường nó mạnh, nhưng mà bán chắc thì chưa biết thế nào, nhưng mà vào đây là đang rét quá. Trời rét lạnh giá như thế này cũng làm thêm một tí để kiếm thêm bát cơm manh áo cho các cháu ăn học. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.